Để con coi chừng nha. Coi chừng đó. Trời ơi, sao mà con uống nhiều dữ vậy hả? Con đi tiếp đối tác. Tiếp đối tác gì mà uống sai dữ vậy? Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Mẹ yên tâm, không sao đâu, mẹ đừng lo nha. Nè, coi chừng té đó. Con đi được mà. Nè, con... Sao mình lại ở đây? My, là em sao My? My, là em về với anh rồi hả My? Buông tôi ra! My, buông tôi ra đi! My, đừng mà. Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao vậy? Em nói cái gì vậy My? My à, em về với anh rồi, tại sao lại nói ra những lời như vậy hả My? Tôi hận anh. Anh là kẻ đáng sợ. Em nói cái gì? Anh yêu em, anh làm tất cả mọi thứ gì em? Em nói anh đáng sợ hả? Buông tôi ra, buông tôi ra đi. Anh Quân, anh Quân, cứu em anh Quân. Em dám nhắc tới tên nó trước mặt anh hả? Đến còn anh Quân của em sẽ cứu em như thế nào? Buông tôi ra đi, buông ra. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Bách ơi, mày đang làm cái gì vậy? Mày đang làm tổn thương người cô gái mà mày yêu đó. Không được, mình không thể làm tổn thương cô ấy. Nhất định mình sẽ chờ tới một ngày cô ấy cam tâm tình nguyện đến với mình. Khánh My, nếu quay về bên cạnh Khải Quốc, anh sẽ khiến nó phải mất hết tất cả. Nhưng tất cả những gì anh đã lấy của bài, anh nhất định nói được sẽ làm được. Với tôi, cậu bé Diệt Bách của ngày xưa đã chết rồi. Cho dù mà có chết, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho Diệt Bách của ngày hôm nay. Và tôi cũng không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình. Kỷ niệm thời gian kia không xóa mờ. Một thời yêu em có ai ngờ, một đời tâm can mãi bơ vơ. Vì từ đầu tình yêu chưa dẫn lối, niềm đau ngày xưa làm lý trí. Vô tâm gieo nên ngàn giọt nước mắt, đỏ đầy hồng nhan giữa thế gian. Đến phút cuối nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ òa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là mơ. Nếu đã lỡ tổn thương trong em, buông bàn tay mong em hạnh phúc.
Đứng lại. Sao cô lại ở đây? Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó. Cô nghe cho rõ đây. Từ bây giờ trở đi, đừng có giở trò gì với tôi nữa. Được thôi, nếu như mà cô thấy khó dứt khoát tình cảm với anh Bách, để tôi giúp cô một dao cắt đứt ha. Cô tưởng cái lần mà gặp anh Bách ở quán bar là vô tình hả? Không, bao nhiêu năm ở Mỹ là bấy nhiêu năm anh Bách nuôi dưỡng cái lòng căm hận đối với những kẻ đã lừa gạt, hãm hại và giết gia đình của anh ấy đó. Cô nghĩ chỉ vì một chút tình cảm thổi nhỏ thoáng qua mà có thể xóa đi được lòng căm hận của anh ấy sao? Chính ba của cô, người mà cô tôn kính gọi bằng ba đó, là kẻ đã lừa đảo gia đình của anh. Cái gì mà cho mượn tiền đầu tư hả? Thật ra là lừa chú Tùng ký vô cái giấy sang nhượng đất để chiếm luôn, mất hết tất cả từ đó. Là người đã đẩy chú Tùng vô con đường tự tử, khiến cho mẹ cũng như em gái của ảnh phải chết oan, chết không nhắm mắt. Anh Bách về đây là để trả thù. Từng người một trong gia đình của cô có chuyện là do ảnh sắp đặt hết. Ngay cả cái chuyện mà tìm thấy được tung tích của cô trước người cha kia cũng là chủ ý của ảnh luôn. Vậy cô nghĩ thứ tình cảm của anh Bách dành cho cô là thứ tình cảm gì? Thứ tình yêu lừa dối. Tình yêu mà được xây dựng bằng sự lừa dối thì có kết quả sao? Không có đâu. Còn cô, cô chỉ là sản phẩm lỗi, là một thể loại sinh ra để cho người khác lợi dụng. Bây giờ thì cô biết rồi đó. Biết như vậy mà vẫn không cắt đứt được hay sao? Vẫn muốn dây dưa à? Không thấy có lỗi với gia đình của mình à? Tất cả là do cô bịa ra thôi. Thế đâu có rảnh để bịa ra được một câu chuyện dài như vậy. Tất cả là sự thật. Đây là thật. Giờ cô đã biết tại sao anh Bách phải làm như vậy rồi đúng không? Biết rồi thì cô mau biến khỏi tầm mắt của anh Bách đi. Đó là cách tốt nhất cho cả ba. Đây không phải là sự thật. Đây không phải là sự thật. Không phải sự thật. Ba ơi, ba nói với con đi ba. Ba không có hại chết người. Chứng nạn mà. Ba ơi, đó không phải là sự thật phải không ba? Ba không làm chuyện đó phải không ba? Là họ gạt con. Họ gạt con thôi. Vậy là tất cả kế hoạch của anh ta đều là vì trả thù. Việc Bách năm xưa con quen không phải như vậy. Người ba mà con kính trọng cũng không tàn nhẫn như vậy. Là do con bất hiếu, ngu dại, không nghe lời ba. Có phải từ đầu ba đã nhận ra mọi chuyện không hả ba? Sao con có thể ngớ ngẩn như vậy?
Sao con có thể yêu đương mù quáng như vậy? Để rồi chính con đã tiếp tay cho người ta hại ba. Nhưng mà ba ơi, tại sao ba lại hại ba của anh Bách? Tại sao hả ba? Con đã luôn ước mong đây không phải là sự thật. Vậy mà bây giờ con phải làm sao để hả ba? Ba nói cho con biết được không ba? Con sai rồi. Anh Minh, chị Dân nói đúng. Con đáng lẽ không nên xuất hiện trên đời này. Con không nên sống để biết được sự thật đau lòng này. Mời em vô trong thôi. Để rồi coi, mất tình yêu này rồi anh còn tinh thần làm việc nữa không? Rồi đây công ty này chỉ còn một mình tôi thôi. Dạ thưa ba. À, đây là Khánh My, cô sinh viên thực tập công ty mình đó ba. Dạ con chào bác. Tôi không muốn làm mất thời gian của cô. Lý do tôi hẹn cô ra đây là muốn nhờ cô một việc. Dạ. Cô đừng qua lại với thằng con trai của tôi nữa. Bao năm qua nó đã ăn chơi lêu lỏng không màng tới công việc. Nay nó bắt đầu quan tâm tới công việc, quan tâm tới sự nghiệp. Tôi nghĩ nó đã biết quậy đâu. Tôi không muốn cô làm ảnh hưởng đến nó. Chắc anh không ngờ chính tôi là người chỉ cho ba cách này. Dạ chuyện của con với anh Quốc. Dạ thưa ba. Cô ta là con rơi của ông Hoàng Nam, công ty bất động sản Thịnh Phát, cũng là người hai tay dâng hết tài sản của ông Nam cho Diệp Bách, một đứa con gái mà cả gia đình không ai nhìn nhận, rồi chạy đi gian xin tình yêu của người đàn ông kia ngay trong lễ cưới. Như ba đã thấy, con nghĩ nếu anh hai tiếp tục qua lại với cô ta thì sẽ không tốt cho ảnh. Nếu như không muốn nói là gây hại cho ảnh. Tôi biết sau những biến cố đó cô đã trắng tay rồi. Cô theo thằng Quốc cũng chỉ vì tiền thôi. Thì bằng cô cầm lấy số tiền này mà buông tha cho thằng Quốc con trai của tôi. Thưa bác, chuyện con có tình cảm với anh Quốc không phải là vì tiền của ảnh. Con thực sự yêu thương anh Quốc. Nếu cô yêu thương nó thật lòng thì cô càng nên rời xa nó. Đừng phá hoại cuộc đời của nó nữa. Cô cầm đi. Ủa My, em về rồi hả? Em có sao không vậy? Dạ em không sao. Em đi đâu? Anh gọi điện không bắt máy gì hết trơn vậy? My, con về rồi hả? Con có sao không vậy?
Dạ con không sao má. Tại hôm qua con ghé qua nhà chú Tư, người đã từng cứu con á. Xong cái con nói chuyện khuya quá rồi con ngủ lại đó luôn á. Con xin lỗi. Con không sao là tốt rồi. Thôi Mi về là được rồi. Mi à, em thấy trong người sao rồi hả? Em không có sao đâu. Xin lỗi anh nha, vì đã lỡ hẹn với anh rồi mà. Không sao đâu. Để hôm nay em đền bù lại cho anh. À. Còn có mệt không con? Không ấy con vô nghỉ đi. Dạ. Ai cho phép em tự ý hành động như vậy hả? Em xin lỗi anh. Em nghĩ là anh chỉ muốn My về bên cạnh anh, cho nên em mới làm vậy. Em trong lúc theo dõi My, em phát hiện ra My bị Hoàng Minh bắt cóc. Tên Minh đã trốn trại và đã bắt cóc Khánh My. À vậy hả? Chị cảm ơn em nha. Dạ. Thôi chị đi nha. Dạ. Giữ lại! Tại sao vậy? Dù gì cũng là em của anh mà. Tất cả là tại nó. Tao hận nó. Nhưng mà có người còn hận nó hơn cả tao nữa, nên mới thuê tao bắt cóc nó. Mày đừng có xí chuyện này nữa. Khánh My, Khánh My, alo, tôi có gì cần báo. Sau khi báo công an bắt hắn, thì mới đưa My về đây. Chắc là anh phải gặp nó. Sắp xếp cho anh đi. Em sẽ cố gắng. Nhưng mà rốt cuộc ai là người hận My tới mức phải thuê bắt cóc cổ? Anh có đoán được ai không? Anh cũng muốn biết câu trả lời. Nhưng mà bây giờ chắc cô hận anh lắm. My à, em vẽ xong chưa vậy? Anh không dám nhúc nhích luôn á. Kiến cắn nãy giờ không dám gãi luôn á. Ráng thêm một chút nữa nha. Xong chưa? Không phải là tranh biển họa giống lần trước chứ hả? Anh yên tâm đi, lần này á là tả thực 100% luôn. Có thiệt không đó? Wow, em vẽ anh đó hả? Không, em vẽ tâm hồn của anh. Tặng cho anh đó. Tặng anh hả? Thôi giờ mình về nha. Vậy thôi mình về nha. Hôm nay em sẽ đãi anh ăn một món thiệt ngon luôn. Vậy hả? Má ơi, má, con về rồi nè. Wow, cháu gà. Thấy gà là anh nghi rồi. Món này hả? Chứ bộ anh không thích hả? Tất nhiên là
Con nấu á, cái gì mà nó ăn nó không thích đâu. Nè. Gì vậy? Nè, đầy đủ gia vị rồi đó. Tụi con ăn đi. Dạ. Đây, đây, để con muốn cho gì. Rồi. Đây anh. Đây, của dì Hoa nè. Rồi, anh múc cho Khánh My nghe. Thơm quá con. Má. Cảm ơn con. Cái đồ này của má nè. Cái đồ này dành cho anh. Cho anh hả? Rồi em ăn gì? Thì em còn nguyên con gà này nè. Em ít biết ăn quá ha. Quất ơi, Quất. Quất ơi. Hả? Quất, dậy đi con. Con đang mơ ngon lành à. Gì kiểu con chi vậy? Gì vậy vậy? Mà Quất à, nè, con thấy My đâu không? My hả? Sao vậy? Từ sáng sớm giờ á, không thấy nó. Hay nó có đi chợ không ta? Ủa? Ừ, con gọi coi nó đi đâu rồi. Đi đâu rồi ta? Đi đâu mà mới sáng sớm, đi đâu vậy? Sao con không gọi đi? Hãy quên em đi. Em không thể nào tiếp tục mang đến phiền phức cho những người em thương yêu. Má ơi, con cảm ơn sự cưu mang của má dành cho con ngay từ khi con mất trí nhớ. Nhờ có má mà con mới còn sống tới hôm nay. Con xin lỗi vì sự ra đi đường đột này, nhưng mà mong má hiểu cho con. Má đừng lo lắng, con sẽ không sao đâu. Sao vậy? Có chuyện gì vậy con? Con My sao? Khánh My đã bỏ đi rồi dì ơi. Hả? Trời ơi, My còn có lời tới dì nữa nè. Trời, sao tự nhiên lại bỏ đi như vậy? Bọn hai đứa tụi con có chuyện gì xảy ra hả? Con và cổ đang chơi rất là vui vẻ với nhau, không có chuyện gì hết. Nếu vậy sao tự nhiên nó lại bỏ đi? Hay là tại con tỏ tình đột ngột quá, nó sợ nó bỏ đi? Trời, con chưa kịp nói gì với cổ nữa mà. Chết rồi. Hẹp chi. Hôm qua nó về thấy thái độ nó khác khác. Không thể nào. Con không gây ra chuyện gì hết. Tất cả mọi chuyện đều rất là bình thường. Vậy thì tại sao? Là thằng Bách. Đúng rồi. Dì ơi. Ừ? Thằng Việt Bách, nó giở trò gì đó để Khánh My rời xa con đó gì? Bây giờ mình phải làm sao hả? Nó chỉ là thằng ăn chơi lưu lỏng. Nó có tư cách gì để giành với anh? Tôi yêu anh thì không liên quan đến anh. Mày nói đó. Con phải tìm Việt Bách. Trời ơi, thiệt tình. Đang yên, đang lành. Lần này mà xảy ra chuyện gì nữa, làm sao con My nó sống nổi đây? Bây giờ mình phải làm sao hả con? Con phải đi tìm My cho bằng được. Cậu bé Diệt Bách của ngày xưa đã chết rồi.
Cho dù mà có chết, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho việc bách của ngày hôm nay. Và tôi cũng không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình. Anh giải thích đi. Em là vợ sắp cưới của anh mà tại sao anh dám ngủ với cô ta hả? Ở đây là công ty đó, có gì về nhà rồi nói chuyện. Ở nhà anh có dám đối diện với em không? Em hỏi lại một lần nữa, có phải anh ngủ với cô ta không? Em im đi giùm anh được không? Em nói nhiều quá, anh chán lắm rồi. Chán? Anh có quyền nói câu này hả? Anh đem cô ta về nhà còn ngủ với cô ta? Anh coi em là cái gì? Anh coi cuộc hôn nhân này là cái gì? Hủy hôn đi. Từ nay về sau anh với em không còn ai ràng buộc gì nữa, không ai đợi ai hết. Em có thể tự do làm gì em thích. Em muốn biết sự thật không? Để nói cho em biết nha. Anh sẽ cưới My, chỉ là My và không là ai khác. Anh dám? Tại sao anh không dám? Nè anh ơi, anh không được vào đây đâu. Anh không em được vào. Em đang ngủ với cô ta đúng không? Đúng, anh ngủ với cô ta rồi đó. Bây giờ cô là người của anh, anh nhất định sẽ cưới cô. Vừa lòng em chưa? Hả? Mày vừa nói cái gì hả? Mày đã làm gì Khánh My? Mày đã làm gì Khánh My? Mày muốn biết lắm hả? Tao ngủ với cổ rồi đó. Bây giờ cổ là người của tao, được không? Hôn đàn! Anh Ba! Nè! Mày có biết tại vì mày mà Khánh My bỏ đi không? Mày nói cái gì? Khánh My đi đâu? Mày có tư cách gì hỏi điều đó chứ hả? Khánh My đi đâu? Cổ đi đâu? Chính mày làm Khánh My ra nông nổi như vậy đó. Mày! Nè! Dừng lại đi! Dừng lại! Tôi bảo công an đó. Mày! Nếu mà Khánh My xảy ra chuyện gì, tao không tha cho mày đâu. Anh có sao không? Về nhà không vậy? Dạ, dạ con biết rồi. Alo, dạ còn Thanh Tử hả? Tôi cần anh. Cho dù có thế nào thì ba vẫn là ba của con. Con cũng có lỗi với ba nhiều lắm. Con đã không giữ lại được công ty mà ba đã cố gắng gây dựng. Con không đủ can đảm để quay lại đòi lại tất cả những gì thuộc về ba. Mẹ, tự nhiên khi không mẹ lại bắt con ra thăm mộ ba. Lúc ba còn sống á, ba chỉ thương con nhỏ con Quang kia thôi. Ba có coi con ra cái gì đâu. Ba mới phải là người thích có lỗi với con mới đúng thì có. Con đừng có càm ràm nữa, ba sẽ không vui đó. Con nhỏ đó tới đó. Sao mẹ biết? Chỉ có nó mới biết ba con thích ăn loại cam này. May cho nó là không có giáp mặt với con. Mẹ cũng không muốn nhìn thấy mặt nó. Thấy nó là mẹ lại nhớ tới ba con, nhớ tới anh hai con.
Ông ơi, ông sống khôn thác thiên, ông phù hộ cho con trai mình nghe ông. Con phải công nhận một điều là nó có phước ghê luôn á. Hồi lúc ba còn sống thì ba đẻ lại tài sản nhiều nhất cho nó. Bây giờ ba mất đi rồi thì nó hốt được một thằng thiếu gia. Ai vậy? Con điều tra rồi, hắn ta tên là Khải Quốc, con của bất động sản Minh Điền á. Mà hắn dám vì cái con nhỏ con quan đó mà lấy cả chiếc bông tai kim cương mẹ để lại để trao đổi với con, muốn con hiến máu để giúp đứa con quan kia sống. Tính ra con nhỏ đã sống được tới giờ cũng là nhờ máu của con. Mày nghĩ là mấy cái món đồ của thằng thiếu gia đó con đừng có xài phung phí, đừng có hao tốn tiền bạc cho mấy thằng con trai không ra gì. Mày sợ con bị lừa một lần nữa. Mẹ à, mày làm như ai cũng giống như thằng Khôi Sở Khanh vậy đó. Mẹ bây giờ chỉ mong cho anh con và con được bình an thôi. À, Vân nè, mẹ vừa hay tin anh con đã bị bắt trở lại rồi đó. Vậy con thu xếp thời gian, mẹ con mình vô thăm anh con nha. Ừ. Mẹ con em về nha. Con về nha ba. Khánh My có về đây không? Nè, tôi không có dư máu nữa đâu mà cho. Mà có dư đi chăng nữa cũng không có cho con nhỏ đó đâu. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Hả? Khánh My, nó không có dám bước chân về cái nhà này nữa đâu. Ủa, mà làm gì ngộ vậy? Trên đời này có thiếu gì con gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa nhà giàu, sao không thích tự nhiên đi mù quáng như một đứa bỏ đi vậy? Tôi thì cảm thấy may mắn, bởi vì không phải mù quáng vì một đứa nhà giàu như cô. Sao rồi, quyết định với em gái? Lời ít, tiền tươi, gấp theo ngày. Vậy đi, anh đảm bảo cho. Em không biết sao nữa, để em tính. Tính cái gì mà tính? Thôi để em suy nghĩ thêm nha. Anh muốn cái gì? Biết cô gái này chứ? Biết. Rồi sao? Có bao nhiêu mối quan hệ thì mày cứ huy động mình tìm hết. Nếu như mày tìm được, tao sẽ trả thêm. Tưởng cái gì khó, cái này dễ mà. Anh để tụi em làm cho. Yes. Ở trong cái nhà này để làm cái gai trong mắt mọi người, cô vui lắm sao? Tôi nói cho cô biết, kể từ giờ phút này, cô phải biến ra khỏi cái nhà này cho tôi. Không bao giờ được phép quay trở lại và cũng không được đụng vào bất cứ cái thứ gì trong cái nhà này. Rõ chưa? Ngày xưa, chính cái con đàn bà này đã làm cho gia đình tao không lúc nào được yên. Còn bây giờ, vì mày mà chồng tao chết, vì mày mà cuộc đời của con cái tao tan nát hết. Anh Bách về đây là để trả thù. Từng người một trong gia đình của cô có chuyện là do anh sắp đặt hết. Ngay cả cái chuyện mà tìm thấy được tung tích của cô trước người cha kia cũng là chủ ý của anh luôn. Vậy cô nghĩ thứ tình cảm của anh Bách dành cho cô là thứ tình cảm gì? Thứ tình yêu lừa dối. Nếu như em quay về bên cạnh Khải Quốc, anh sẽ khiến nó phải mất hết tất cả.
Như tất cả những gì anh đã lấy của ba em, anh nhất định nói được sẽ làm được. Cô theo thằng Quốc cũng chỉ vì tiền thôi. Chỉ bằng cô cầm lấy số tiền này mà buông tha cho thằng Quốc con trai của tôi. Thưa bác, chuyện con có tình cảm với anh Quốc không phải là vì tiền của anh. Con thực sự yêu thương anh Quốc. Nếu cô yêu thương nó thật lòng thì cô càng nên rời xa nó, đừng phá hoại cuộc đời của nó nữa. Cô cầm đi. Anh Quốc, bây giờ em phải làm sao đây anh? Bây giờ em phải làm sao đây? Ba ơi, mẹ ơi, có phải là con xuất hiện trên đời này là mang đến đau khổ cho những người con yêu thương không? Mi ơi, lại đây với ba đi. Ba nhớ con nhiều lắm. Lại đây. Mi ơi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Mẹ thương con lắm. Lại đây với mẹ đi con. Mi ơi, lại đây với mẹ. Lại đây với mẹ. Mi ơi, Mi ơi, mẹ ơi, ba ơi, mẹ ơi. Lại đây với ba đi. Khánh My, em đang ở đâu? Tại sao em cứ phải rời xa anh vậy? Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy Khánh My? My lại mất tích. Anh với dì Hoa tìm khắp nơi dưới quê rồi nhưng vẫn chưa tìm được. Gọi điện cho cổ thì không bắt máy. Trời ơi, có chuyện gì vậy trời? My nó để lại giấy như vậy là... là nó tự ý bỏ đi hả? Vậy là không phải ai bắt cóc hả anh? Anh cũng nghĩ như em. Nhưng mà theo ý của anh, anh đang nghi ngờ một chuyện. Chuyện gì? Anh nghĩ là thằng Bách làm gì đó khiến My phải hành động như vậy. Không ngờ cái tên nó cặn bã như vậy. Bây giờ mình làm sao hả anh Quốc? My chỉ còn người quen là em và mái ấm này, nên anh nghĩ là cô sẽ đến đây. Anh cũng đã nhờ người dò la hết thành phố này rồi. Nếu như em có tin tức gì của My thì báo cho em biết liền. Dạ, nhất định rồi. Trời, My ơi, mày đang ở đâu vậy My? À quên nữa, anh Quốc, anh đã hỏi chuyện cái tên đó chưa? Ừ.
Tôi cảnh cáo anh, nếu anh muốn chuyện làm ăn với Minh Điền thuận lợi thì tốt nhất anh đừng nên giở trò gì. Chuyện này tôi đã nói với ba cậu rồi, tôi sẽ cho điều tra. Nếu như có bất cứ sai phạm gì, trưởng ban của dự án sẽ chịu trách nhiệm. Anh nghĩ anh cho điều tra chân tướng sự việc sẽ khiến người khác tin tưởng được bao nhiêu phần trăm? Tôi không cần biết anh làm cách nào có thể nhảy vào tiếp quản sự nghiệp của ông Hoàng Nam và điều hành công ty Thịnh Phát, nhưng tôi chỉ biết một điều là gia đình của ông ta tan nát kể từ ngày anh xuất hiện. Vì vậy anh vẫn là kẻ mà người ta muốn tin tưởng cũng rất khó. Wow, bất ngờ thiệt. Tôi tưởng là ông Hoàng chỉ có đứa con ăn chơi liêu lỏng kia thôi, không ngờ lại có một đứa con khác giống như anh. Khẩu khí cũng lớn lắm. Những gì anh thấy ngày hôm nay chưa cho anh biết bao nhiêu về tôi đâu. Đúng đúng đúng, tôi thực sự không biết quá nhiều về anh. Tôi chỉ biết anh được sinh ra bởi một cô đào hát, mười mấy năm trời không được gia đình ông Hoàng chấp nhận. Đến khi mẹ ông Hoàng mất, mẹ con cô đào hát mới được bước chân vô nhà. Đúng là những chuyện tôi biết về anh quá ít. Nhưng mà bù lại, tôi biết những cố gắng của anh trong hai năm qua, kể cả việc gài người khác, xúi giục anh trai của mình ăn chơi sa đọa, gây ra rất nhiều tai tiếng, và kể cả những tay phóng viên viết những bài báo về anh cậu. Xin lỗi, tôi cũng biết đó, nhưng mà hình như là ba của cậu chưa biết chuyện này. Anh điều tra tôi hả? Làm ăn lâu dài với nhau, mọi thứ phải suôn sẻ chứ. Tôi nghĩ là cậu biết cách giải quyết mớ rắc rối này rồi đúng không? Lựa lời mà nói với ba của cậu. Tiễn cậu bảo về giùm anh. Mời, tôi đừng đi được. Dự án Dragon lần này, nếu con đấu thầu thành công thì chỉ có lợi. Vì dự án này đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất và các điều kiện khác hết rồi. Vậy nên chúng ta chỉ cần đấu thầu thành công là có thể triển khai ngay. Và điều quan trọng hơn hết chính là Thịnh Phát cũng tích cực tham gia tranh thầu lần này. Nếu như dự án này rơi vào tay anh ta thì con không biết anh ta sẽ giở trò gì nữa. Vậy là con tìm hiểu kỹ về dự án này rồi. Ba sẽ cân nhắc để con đứng ra đại diện cho Minh Điền tranh thầu lần này. Dạ. Ba, con muốn đảm nhận gói thầu dự án ra công lần này. Ba hãy cho con cơ hội nha ba. Anh biết gì về dự án này chứ? Thịnh Phát tranh thầu lần này, đó là nguyên nhân đầu tiên khiến con quyết định Minh Điền phải thắng thầu. Nói với dự án ra con, trước đó nó có chủ trương đầu tư nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Nhưng chủ đầu tư đã tiến hành san lấp thi công làm hạ tầng. Sau khi bị phát hiện làm sai thì chủ đầu tư mới trả lại dự án này. Thì sao? Cho nên đấu thầu lần này con đã tìm hiểu rất kỹ về tính khả thi, phương án khai thác, thị trường một cách hiệu quả nhất. Tất cả con đã nêu trong phương án đề xuất sơ lược của con. Anh hai à, anh biết bao nhiêu về việc đầu tư xây dựng và anh làm chính thức ở công ty được bao lâu mà dám đứng ra làm đại diện đấu thầu cho Minh Điền? Vào kế này của tao, và tao cũng biết được Minh Điền có những lợi thế nào so với các đối thủ tranh thầu lần này. Lợi thế gì? Minh Điền chưa bao giờ bị sờ gáy vì bất kỳ sai phạm nào.
đó chính là bảo chứng đầu tiên cho việc tranh thủ lần này. Chắc chắn điểm này sẽ là lợi thế cạnh tranh so với Thịnh Phát. Thứ hai, con có phương án khai thác chi tiết đáp ứng tiêu chí của Aragon đưa ra lần này. Như vậy đủ nói lên sự quan tâm của Minh Điền đối với dự án này. Thứ ba, dự án này chủ yếu để hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu vực này. Vì vậy, bên cạnh nghiên cứu dự án này thì con cũng đã tìm hiểu về các hạ tầng cùng khu vực để đề xuất kiến trúc xây dựng cho hài hòa với các hạ tầng khác trước đó, đồng thời khai thác thêm những hạ tầng chưa có tại đây. Thứ ba, con tin mình sẽ làm được, vì ít ra cô sẽ minh bạch trong chuyện chất lượng của dự án, của vật liệu. Ý anh là em không minh bạch sao? Cái này tao không nói. Tất cả những thứ tao làm, tao chỉ muốn công ty của ba dẫn đầu về chất lượng trong ngành này thôi. Ba cũng không ngờ rằng con đã dành thời gian quá nhiều để tìm hiểu kỹ về dự án này. À, theo tôi thì tôi thấy Bảo vẫn thích hợp hơn. Bởi vì sao? Những dự án trước kia của Bảo theo đều là những dự án lớn, cho nên cậu ta sẽ có kinh nghiệm hơn. Thôi được rồi, để ba xem lại hai bản đề xuất của hai đứa. Từ trước tới nay ba hoàn toàn không dành chút niềm tin nào cho con sao ba? Vậy thì ba hãy tin con lần này đi. Bảo à, con bình tĩnh đi mà. Bình tĩnh cái gì bình tĩnh? Chuyện đâu còn có đó mà, từ từ mình giải quyết. Giải quyết? Giải quyết bằng cách đâu? Chú sẽ tìm mọi cách để giải quyết cho con. Ông theo dõi nhất cử nhất động của nó. Vậy thì hành động lần này của nó trực tiếp đối đầu với tôi. Nó tìm hiểu tất cả những ngóc ngách trong cái dự án này để được tham gia đấu thầu mà ông không biết hay sao? Nhưng mà chú đã... Nhưng mà cái gì? Ông là đồ ân hại, có một chuyện làm cũng không xong. Bảo, đi ra ngoài cho tôi. Bảo à, đi ra ngoài cho tôi. Bảo, đi. Không lẽ chuyện mình lấp liếm cho qua dự án của Thịnh Phát cũng bị nó phát hiện rồi sao? Vào đi. Thanh My đã mất tích thiệt rồi. Hải quân tìm khắp nơi vẫn không có tin tức gì. Rốt cuộc cô cũng rời bỏ hay là trốn thật quốc chứ? Rốt cuộc là gì vậy? Có khi nào kẻ hận Khánh My hơn tất cả đã ra tay với cổ, chứ không thể nào cổ từ bỏ đi. Nhưng mà kẻ đó là ai? Thật ra xảy ra chuyện gì vậy chứ? Cho người theo dõi mấy ông, biết đâu cổ sẽ quay lại đó. Tại sao lại rời bỏ anh chứ? Anh chưa cho phép. Sao em dám rời bỏ anh hả My? Sao rồi? Hồ sơ đấu thầu cậu đã chuẩn bị xong chưa? In ra rồi. Ừ. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị thêm một bản mềm là được. À, sao kỳ vậy? Có chuyện gì vậy con? Rõ ràng là tối qua tôi luôn rồi mà, bây giờ mới lại thì không thấy. Có chắc như vậy hay không?
con đã chuẩn bị chưa? Hay là chưa có làm rồi con nói? Anh ơi, không xong rồi, không xong rồi anh ơi. Có chuyện gì? Cái hồ. Nè, chú bình tĩnh đi rồi nói chuyện. Tôi bình tĩnh rồi. Cái hồ sơ đấu thầu của cậu Quốc đã bị xóa sạch hết rồi. Bị xóa sạch? Phải. Chuyện này là sao? Ba, có chuyện rồi ba. Dạ thưa ba, con đã lo xong bộ hồ sơ và cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng tối qua. Nhưng mà con không hiểu sao. Đúng là đồ ăn hại mà. Tin có một lần rồi sao? Cũng cái tính chủ quan ham chơi lêu lỏng, không làm được để cho thằng Bảo làm. Dạ thưa ba, con luôn trong tâm thế sẵn sàng. Sau khi con biết anh Quốc được ba giao cho dự án này, con vẫn không bỏ cuộc. Vì con biết dự án này không chỉ quan trọng với con mà còn quan trọng với công ty mình nữa. Tôi là người lo hồ sơ mấy hôm nay, tôi tự xử lý được. Anh định xử lý bằng niềm tin hả? Nhưng mà bây giờ đâu còn ai tin anh nữa. Ba, con không cần người thay thế. Nhưng đây là dự án quan trọng, nếu như anh xử lý không thành công thì tính sao đây? Đúng đó. Ít ra con cũng phải cam kết để cho ba con đặt niềm tin nơi con chứ. Nếu như xử lý không thành công thì anh sẽ tính sao? Con sẽ rời khỏi công ty này. Lần này bên Minh Điền không tham gia đấu thầu, công ty Thịnh Phát hoàn toàn có khả năng giành được gói thầu này. Chúng ta còn đợi gì nữa chứ? Đối với những người không có khái niệm về thời gian, tại sao mình phải chờ đợi chứ? Hôm nay chúng tôi chỉ mời hai nhà thầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản là công ty Thịnh Phát và Minh Điền. Nhưng bây giờ thì Minh Điền không dự thầu thì tất nhiên quyền thi công dự án lần này thuộc về công ty Thịnh Phát. Tôi sẽ mở gói thầu công ty Thịnh Phát và chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn về dự án lần này, xem như là công ty Minh Điền không tham dự. Ai nói là Minh Điền không tham dự? Ủa cậu là... Dạ con chào chú. Chú nhớ con không? Con là Khải Quốc nè chú. Khải Quốc? Dạ. À thì ra là cậu à. Tôi cứ tưởng là cậu còn du học ở nước ngoài chứ. Dạ, con du học được một thời gian rồi. Lần này con về phụ ba con một tay, chứ bản hoài đâu có được chú. Rồi ba cậu đâu? Ba cậu có đến không? Dạ hôm nay thì ba con nhờ con đại diện công ty đến để tham dự đấu thầu lần này. Cậu không có khái niệm về thời gian hả? Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Dạ thành thật xin lỗi chú vì con tới trễ. Nhưng mà thưa chú, công ty Minh Điền của con từ trước tới giờ không bao giờ bỏ cuộc trước bất kỳ đối thủ nào. Cho nên là dự án lần này Minh Điền nhất định tham gia. Cậu nói hay lắm. Để tôi coi hôm nay cậu có gặp may mắn như lần trước không. Nếu hai nhà thầu đã đến đông đủ rồi, tôi sẽ tiến hành mở gói thầu. Cậu Quốc, hồ sơ dự thầu của cậu đâu? Dạ thưa chú, thật ra thì bản kế hoạch chi tiết con đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng mà không hiểu sao ai đó đã xóa tất cả dữ liệu trong máy tính của con. Anh đang đùa với chúng tôi hả? Đi dự thầu mà không đem theo hồ sơ dự thầu, tính tới đây đi diễn xiếc hả? Tôi nghĩ tôi là người soạn ra hồ sơ dự thầu đó, cho nên tôi rất hiểu rõ hồ sơ dự thầu. Chắc chắn là tôi có thể trình bày một cách chi tiết và cụ thể nhất. Còn về file dữ liệu và kế hoạch chi tiết, chắc con sẽ gửi cho chú ngay trong sáng hôm nay sau buổi thảo luận này qua email. Không biết là chú có đồng ý không ạ? Cố gắng nha. Dạ. Như vậy không được đâu chú. Như vậy đâu có đúng quy tắc. Thôi được rồi, để cho công bằng với công ty Thịnh Phát, tôi sẽ nghe cậu nói về kế hoạch dự thầu của cậu trước. Còn giá dự thầu thì cậu có thể ghi vào phiếu kính, ta sẽ mở sau. Cảm ơn chú. Cậu Bách thấy vậy có được không? Sao vậy Việt Bách? Tại sao phải đắn đo vậy chứ? Anh tới đây với hồ sơ dự thầu đầy đủ, còn tôi hai bàn tay trắng mà. Anh cẩn thận quá mức rồi đó. Ok, tôi cũng muốn coi anh bày trò gì. Mời anh. Dạ, cô xin phép chú. Cậu Quốc trình bày đi.
À, với vị trí đắc địa của khu vực này thì chúng tôi dự định sẽ xây 300 phòng nghỉ dưỡng cao cấp. Dạ thưa chú, con biết lần này thì là nhà đầu tư sẽ chọn ra nhà dự thầu với giá đấu thầu hợp lý, cũng như là mang lại hiệu quả cao nhất cho dự án. Minh Điền với hơn 25 năm bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, chúng tôi tin chắc rằng với năng lực và kinh nghiệm sẽ hoàn thành thật tốt dự án lần này. Và xin được kết thúc phần trình bày của tôi. Được. Khá lắm. Bản kế hoạch dự án của cậu khá là tốt, tôi rất hài lòng. Dạ, cảm ơn chú. Cũng thú vị lắm. Nhưng mà bên chúng tôi cũng rất là chăm chút về mặt phối cảnh, và còn nhiều chi tiết nhỏ khác nữa, chưa biết ai thú vị hơn ai đâu. Vì phần trình bày chi tiết đến đây đã xong, và trong tay tôi đã có giá thầu của Thịnh Phát. Còn Minh Điền, xin vui lòng cho tôi biết giá thầu của dự án lần này. Dạ. Dạ, em đợi. Dạ. Sau khi xem xét giá thầu của hai công ty, tôi xin tuyên bố công ty Minh Điền thắng thầu. Dạ, cảm ơn chú. Vậy buổi đấu thầu đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã có mặt trong buổi đấu thầu ngày hôm nay. Chúc mừng cậu. Dạ, chào chú. Là anh dở trò đúng không? Nói gì vậy? Nói gì tôi không hiểu. Ban ngày ban mặt dở trò gì ở đây? Nếu không dở trò, không có lý do gì cậu có thể thắng được tôi. Hả? Thật ra thì tôi chỉ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông thôi. Cậu nói vậy là sao? Thật ra thì tôi biết bằng cách nào đó anh có được giá thầu của Minh Điền, và anh nghĩ là anh sẽ giành được chiến thắng. Bản thân tôi rất hiểu tính của anh. Anh làm gì cũng rất cẩn thận. Anh sẽ hạ giá thầu thấp hơn Minh Điền một mức, nên tôi đã ra giá thầu thấp hơn 2 mức so với giá ban đầu. Là cậu dở trò đúng không? Lần này anh của cậu nắm nhận gì đấu thầu hả? Nguồn tin của anh cũng chính xác lắm. Hủy bỏ việc đấu thầu của anh cậu đi. Báo cho tôi biết mức giá mà tôi có thể thắng được anh cậu. Tại sao tôi phải làm vậy? Bây giờ mà cậu còn hỏi câu đó, chưa quá rõ ràng sao? Nếu như cậu không giúp tôi, thì toàn bộ chuyện cậu hãm hại anh cậu sẽ tới tay ba cậu. Cố gắng của hai mẹ con cậu trong nhiều năm qua không phải sẽ đổ sông đổ biển sao? Anh đang uy hiếp tôi đó hả? Tôi không có uy hiếp gì cậu đâu. Tôi với cậu cùng hội cùng thuyền. Cậu thử nghĩ đi. Nếu bây giờ quất lập công, cậu còn cho đứng trong mắt ba cậu không? Tôi với cậu bây giờ chẳng phải hợp tác win-win sao?
bảo. Quốc trở lại chắc chắn quý đồ khác. Cậu không thấy Quốc thay đổi sao? Cậu hãy nghĩ đi. Tại sao anh cậu lại đột nhiên quay trở lại? Cậu hãy thử động não suy nghĩ chút đi. Tại sao không nhân cơ hội này? Nếu anh ta về cái vị trí mà vốn phải thuộc về anh ta, là vị trí của kẻ thất bại, anh ta có thành công hay không là quyết định ở cậu. Cậu tự quyết định đi. Không có chuyện tôi dở trò ở đây. Vì anh ta lợi dụng gói thầu bị lộ, tôi cũng rất bất ngờ. Vì xưa nay tính tình của anh ta rất đơn giản, không phải kẻ lợi hại như anh ta thể hiện gần đây. Ok, cậu thua lần này vì quá xem thường và để cho anh ta đi trước một bước. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nếu anh có giỏi thì lộ mặt đối đầu trực tiếp với anh ta đi. Đừng hèn hạ mà uy hiếp tôi nữa. Vậy nha. Tốt lắm. Coi như không phụ lòng tin của ba. Dạ. Ba. Hả? Công ty của mình có nội gián. Ý của con nói như vậy là sao? Vì file của con không thể nào bị xóa một cách vô duyên vô cớ như vậy. Tôi thì lại suy nghĩ khác. Có một sự nhầm lẫn gì đó. Bấm lộn cái nút gì đó thì mất file trắng thôi chứ có gì đâu con. Chị nói đúng đó. Nhưng mà con nghĩ tốt nhất là mình trích xuất camera. Cũng có thể do anh bất cẩn làm mất file. Chuyện này chưa bao giờ có tiền lệ. Chưa có tiền lệ không có nghĩa là không có. Bây giờ tự nhiên mất file, lý do mất chưa biết khách quan hay là chủ quan, mà bắt trích xuất camera. Như vậy khiến cho nhân viên công ty nội bộ lục đục lủng củng, gây mất đoàn kết, lợi bất cập hại. Hãy để cho camera làm tròn chức năng của nó. Được rồi, cứ cho trích xuất camera. Vào đi. Dạ, xin chào. Dạ, chào. Dạ, thưa anh, tất cả dữ liệu trước cửa phòng anh Quốc em đã lưu trong đây hết rồi ạ. Nhưng mà đêm qua camera hư nên không ghi nhận được gì hết anh. Cậu giận mặt với tôi hả? Không thể có chuyện trùng hợp vậy được. Dạ em. Cậu cứ cầm đi. Số tiền này đủ cho vợ cậu sinh nở rồi đó. Nhưng lỡ chủ tịch biết thì sao anh? Chủ tịch công ty sau này chính là thằng Bảo. Hơn nữa cậu vẫn còn nợ tôi một ân tình. Em biết là em ăn ơn anh lắm đã đưa em vào đây. Nhưng mà không nhân nhị gì nữa hết. Đến lúc cậu phải trả ơn cho tôi rồi. Xóa dữ liệu tối ngày này cho tôi. Bày đặt tặng cho chai dầu thơm phiên bản giới hạn nữa. Chẳng qua là ông chỉ muốn nhớ tới người vợ quá cố của ông thôi, chứ tốt lành gì. Cũng thơm chứ ta. Vô đi.
Bà chủ ơi, tôi xin phép dọn phòng ạ. Ừ, nè cô Chi. Dạ. Nếu mà ông chủ có hỏi á, thì cô nói với ổng á là tôi đi spa với nhóm bạn nghe chưa? Dạ. Trời ơi, vậy rồi sao? Anh đã xử lý kịp thời rồi. Đã cứu được thằng con mình một bàn thua trông thấy đó. Anh á, làm em hết hồn à. Nhưng mà từ bây giờ á, phải cẩn thận, không thể coi thường thằng quý tử của ổng được nữa. Đúng vậy. Chính vì coi thường nó mà thằng con của mình nó mới bị mất thế thượng phong. Cứ tưởng đâu á, mọi chuyện như xưa, thằng con quý tử của ổng lo ăn chơi, còn thằng Bảo con mình á, sẽ được điều hành tất cả mọi việc trong công ty. Bây giờ thì mọi thứ tan tành rồi. Cũng có thể lần này thằng Quốc gặp Mai thôi. Mà em cũng biết đó, đâu dễ lúc nào cũng gặp Mai như vậy. Chỉ cần thằng Bảo cố gắng một chút xíu, anh nghĩ không có gì là không thể. Em có nên tin hay không, hay là anh chỉ nói để an ủi em thôi? Em, nếu như anh không có uy tín với em thì làm sao mình bí mật hẹn hò đều đều hoài được như vậy chứ, đúng không em? Con về rồi hả? À, chú có đem một số tài liệu qua cho con nè, con coi đi nghe. Từ đây về sau không có sự cho phép của tôi, tôi cấm ông bước vô phòng này. Con làm gì mà ăn nói khó nghe với chú vậy? Dù gì thì chú cũng theo ba con mấy chục năm trời, hình như con nghi ngờ chú thì phải. Tôi cũng thắc mắc là từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng đắc tội với chú, nhưng mà chú luôn kiếm chuyện cho tôi, gây khó dễ cho tôi và âm thầm đứng phía sau bảo vệ thằng Bảo. À, thôi được rồi. Nếu như con nói như vậy thì chú cũng trả lời thật luôn. Bởi vì thằng Bảo nó giỏi và nó đã giúp ba con rất là nhiều việc. Chú đi theo hỗ trợ cho nó cũng là điều bình thường thôi mà, có gì đâu. À, thôi, chú để tài liệu ở đây, con hay từ từ coi nghe. Mùi nước hoa này quen quá. Hình như mình ngửi thấy ở đâu rồi. Ôi chú Choa, hôm nay nha, chắc Bảo vô đó, thức dậy sớm đi làm mà người lại không có mùi rượu nữa chứ. Nói gì nói chứ, ba mình la mình riết cũng sợ con ha. Tôi thì không sợ gì hết trơn á, sợ nhất mùi nước hoa này nè. Làm ơn sau này kiếm nước hoa khác bớt rẻ tiền hơn giùm tôi được không? Con nói làm sao chứ, nước hoa này á là của ba con mua tặng cho dì đó, phiên bản giới hạn, không phải ai cũng có được đâu nha. Đúng rồi, của bà ta, chắc chắn là của bà ta. Em có tin tức gì chưa? Bữa giờ em vẫn cho người theo dõi liên tục ở máy ấm, nhưng mà không có dấu hiệu gì chứng tỏ là cô ở đó hết. Anh chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ
để đổi lấy cổ. Nhưng mà cậu như không chấp nhận, cậu vẫn tránh mặt anh. Cậu thật sự hận anh tới mức đó sao? Cậu có hiểu cho nỗi lòng của anh không? Cậu hiểu những gì anh đã trải qua? Cậu hiểu cho tình cảm giữa anh với cậu hay không? Con đừng có uống nữa được không? Mày để cho con yên được không mẹ? Vô dụng, vô nhược. Con có dám để bộ mặt này để nhìn ba mẹ của con hay không? Và ba mẹ của con trên trời có muốn nhìn thấy con của mình ra lệnh như vậy hay không? Con không biết xấu hổ hả? Còn Minh Thư, nó có lỗi làm gì trong chuyện này? Nó có đáng bị con đối xử như vậy không? Con hãy thử đặt mình vào vị trí của nó đi. Người chồng tương lai của mình phó mặc cuộc đời cho men rượu như vậy, vì một người con gái khác. Nếu con là người đàn ông chân chính thì con phải suy nghĩ lại đi, đừng có sống như vậy nữa. À, cô Chi. Dạ, bà chủ, tôi có việc ra ngoài. Nếu mà ông chủ hỏi thì cô nói là tôi đi spa. Dạ. Không biết là dạo này tự nhiên da dẻ làm sao nó không có cải thiện, chắc là phải đổi spa khác thôi. Cô nghe này gì? Dạ, bà chủ mới vừa đi ra ngoài. Vậy cô bị đi đâu không? Dạ, là đi spa ạ. À, được rồi. Ủa, em tới rồi hả? Không có gì đâu, chơi cái đồng cũng được. Được trong ra. Ba, theo con nghiên cứu thì trong vòng 2 năm tới giá của bất động sản sẽ tiếp tục tăng, bởi vì nguồn cung không đáp ứng đủ nguồn cầu. Lý do thì ba biết rồi, các dự án công ty khác đang bị đình trệ, trong khi đó nguồn cầu chắc chắn sẽ tiếp tục tăng. Đúng vậy, chỉ riêng về thị trường căn hộ thôi, cho dù nguồn cung tăng nhưng chắc chắn vẫn chưa đáp ứng đủ cầu. Dạ. Thế con chịu khó tìm tòi những dự báo xu hướng tương lai như vậy rất tốt. Dạ, con cảm ơn ba. Con chỉ cần được một nửa của ba thôi là con mãn nguyện rồi. Con nhà Tông không giống lông cũng giống gánh mà. Ba tin chắc là con sẽ làm được. Mẹ của thằng Bảo và thư ký của ông Hoàng không ngờ đi theo dõi Khải Quốc lại phát hiện chuyện không hay ho này.
Wow, thì ra là mẹ của nó ngoại tình với thư ký của bà nó. Cuộc đời nó bắt đầu có biên kịch rồi. Nếu như mà có thể nắm được số chứng cứ này trong tay, chắc chắn có thể khống chế được thằng Bảo lâu dài. Chị với Bảo, từ lâu cuộc đời chỉ có mẹ, và mẹ là người mà hắn quan tâm nhất. Gia đình nó từ trước tới giờ luôn phức tạp, bây giờ có thêm vụ rối ren này, lần này thằng Quốc không bận tâm không được rồi. Nghe nói sức khỏe ông Hoàng không tốt à? Thêm cú sốc này nữa không biết có trụ được hay không. Quyền thư kế sẽ vào tay anh. Anh muốn cục diện này thật là rối ren, phải đấu đá lẫn nhau, đũa phải bẻ từng chiếc một, như vậy mới thú vị đúng không? Chúc mừng nha người anh em. Nhưng mà bây giờ vui mừng thì hơi sớm đó. Chẳng qua chỉ là một cú ăn may thôi. Không nên lo lắng sớm vậy đâu. Đây chỉ là trận mở đầu thôi. Có khẩu khí, tôi cũng muốn chờ để có thử là Thiếu Gia Minh Điền sẽ thể hiện những gì trong những trận tiếp theo. Vậy à? Vậy thì sau thất bại lần này, ông đã rút ra kinh nghiệm gì chưa? Hay là chỉ bận tâm tới chuyện tôi sẽ thất bại như thế nào vào những lần sau? Ông nói vậy làm cho tôi có một chút sợ hãi đó. Thất bại hả? Không có dự án đó thì tôi cũng sẽ có dự án khác thôi. Ông không cần phải lo cho tôi. Nhưng mà tôi nghĩ ông đang làm dự án này chỉ là muốn giành lấy mục tiêu riêng cho mình thôi. Có đúng vậy hay không Khải Quốc? Thật ra thì tôi làm việc gì cũng có mục tiêu hết. Và mục tiêu của tôi là bất kể nơi nào có việc bắt, nơi đó sẽ có tôi. Mà tôi đã nhúng tay vô thì nhất định không để mình thua. Trời ơi, ông nói vậy là ông đang tức tôi lắm hả? Tôi thấy mình thực sự rất là quan trọng luôn đó. Người ta nói sống ở đời thì phải biết mình là ai. Đừng có lấy bóng đèn soi bóng mình rồi nghĩ rằng là mình tỏa hào quang. À, tôi xin lỗi ông, tôi không cố ý nói ông. Tôi thấy hình như ở đây có cái bóng gì đó đang lớn lắm, muốn che cả luôn cái bầu trời này thì phải. Thật ra thì cách ông nhìn về tôi như thế nào, đánh giá năng lực của tôi ra sao thì tôi không quan trọng. Tôi chỉ muốn tin vào chính mình mà thôi. Ông đúng là người khẳng khái đó. Vậy tôi nói thiệt cho ông biết luôn, hy vọng là lần tiếp theo ông sẽ thắng tôi. Nhưng tôi biết về bản thân mình, yếu tại phải học, chứ không phải may mắn như ông. Hả? Như thế này, thật ra thì tôi đánh giá ông rất là cao. Ông là người có năng lực. Tuy nhiên, mỗi hành động hay quyết định của tôi đều có lựa chọn. Và thứ mà tôi không cần, thứ đó là rác. Vô đi. Dạ, có người gửi tài liệu này cho chủ tịch ạ. Tài liệu gì vậy? Dạ con cũng không rõ, nhưng mà bảo vệ nói là có người gửi. Cảm ơn cô. Dạ. Ba. À. Dạ, con vừa gửi ba tường trình bản kế hoạch cho dự án sắp tới của con. Có gì con nhờ ba xem góp ý và chỉ dẫn thêm cho con. Ừ. Với lại đây là tờ trình chỉ định nhà thầu cung cấp vật liệu xây dựng, đã có chữ ký thu mua của phòng mua hàng và tổng giám đốc. Dạ ba. Còn đây là bản kế hoạch của con.
Lần này con có đưa vô những phương án khả thi như lần trước ba nói không? Dạ có chứ ba. Tốt lắm. Có gì để ba xem sao. Dạ, con cảm ơn ba. Ờ. À ba. Hình như con nhớ không lầm là ba có cuộc họp với lại phòng đầu tư và phát triển đúng không ba? À chết rồi. Một chút nữa ba quên. Chú Bá đâu? Hôm nay sao không nhắc lịch cho ba vậy? Để cấp dưới chờ đợi vậy mất mặt lắm. Ba đi đây. Dạ. À, tờ trình. Dạ, con mời ba. Đây là lần đầu tiên ba với con mới ngồi ăn yên bình như vậy. Nghe ngày dỗ của má con. Con vô tâm quá phải không ba? Ba không trách con đâu. Ba chỉ mong muốn là những tháng ngày như vậy càng ngày càng nhiều. Dạ tại vì con có tự trước giờ ba không thích con, cho nên con mới không thích ăn cơm ở nhà. Quá anh em. Cảm ơn em. À mà thằng Bảo đâu rồi em? À em cho con ăn rồi, nó đi ngủ rồi anh. Vậy thôi mình ăn cơm đi. Ba ơi. Con muốn uống nước. Đang ăn cơm, không được uống nước con. Nhưng mà sao em bảo được uống nước mà con không được uống? Con ồn ào quá, lo ăn cơm đi. Quất, ai dạy con cái thói đó Quất? Thôi anh, con nó còn nhỏ mà, nó chưa biết gì đâu. Có lẽ là do con nó không thích em, cho nên nó mới làm như vậy. Không phải đâu em. Em đừng có lo. Thôi em ăn cơm đi nha. Ăn đi em. Lần đó là do ba không quan tâm tới con. Cũng rất nhiều lần khác ba rất muốn con ăn cơm cùng ba, vì Hằng và em con trông vui vẻ. Nhưng mà rồi những lần con gây chuyện ở trường, ba đều la mắng con, là muốn con đừng phạm sai lầm nữa. Chứ làm sao mà ba có thể ghét bỏ con trai của mình được. Ba, con biết con đã thấy ba tâm sự trước di ảnh của mẹ. Con xin lỗi ba vì con đã không hiểu nỗi lòng của ba. Con đã khiến cho ba đau khổ nhiều vì lỗi lầm mà con đã gây ra. Ba rất yêu mẹ của con. Rồi ngày mà con sinh ra đời thì mẹ của con lại... Lúc đó ba buồn lắm. Buồn tới mức ba muốn đi theo mẹ con. Nhưng nghĩ lại, ba còn phải lo cho con nữa. Rồi sau đó, những lời bàn tán thị phi, nói con khắc tuổi là khắc tinh của ba. Thậm chí ba còn tạo ra khoảng cách giữa ba với con. Nghĩ lại, ba thấy mình thật ấu trĩ. Quốc à, cho ba xin lỗi con. Ba, con... Vì ba đã không quan tâm yêu thương con từ nhỏ. Ba. Do vậy,
Làm người ai cũng có lúc phạm sai lầm hết, nhưng mà đừng để cái sai lầm trước ảnh hưởng đến tương lai. Con nên tự tin với bản thân mình. Tự tin không phải là tự cao. Cẩn thận không phải là mặc cảm. Cho nên con à, nếu đã phạm sai lầm rồi thì hãy quên đi, bắt đầu làm lại. Dạ con hiểu ý của ba. Ba nói rất đúng. Nói thì được nhưng mà làm thì khó. Dạ con mời ba. Quốc à, trong kinh doanh, dù có thể chiến thắng đối thủ của mình, nhưng không có nghĩa là mình quá chủ quan, xem thường họ. Dạ. Mà cũng không có nghĩa là mình sa lầy vào thất bại để tự đào hố chôn mình. Dạ. Thưa ba, con nghĩ vấn đề quan trọng ở đây đâu phải cái gì cũng làm được đâu ba. Cho nên sự rèn luyện cũng quan trọng không kém con à. Nếu như cứ chấp niệm những lỗi lầm thì làm sao cho mình cơ hội những lần sau chứ. Dạ. Ba, ba sao vậy ba? Con ăn đi, ba chỉ mệt một chút thôi. Dạ, mình ăn đi ba, rồi con đưa ba về nghỉ nghe. Dạ. Dạ ba. Ba, con nói cái này ví dụ nha. Nếu như khi biết người thân của mình phản bội mình thì lúc đó ba có đủ tỉnh táo gạt bỏ hết mọi sân si và tiếp tục tiến về phía trước một cách vô ưu không ba? Con chỉ ví dụ thôi nha. Con có thể nói rõ cho ba hiểu được không? Thì mình có nên nói cho ba biết sự thật về gì lúc này? Không, thật ra con chỉ vui miệng hỏi vậy thôi. Dạ, ba cứ ăn đi. Để con gấp cho con ba. Ăn đi. Con đừng có bỏ cho ba, ba vẫn còn ba. Nhiều mà. Được rồi, ăn đi con. Chúa vàng trôi về phương đông. Có chuyện gì vậy con? Mẹ còn tâm trạng để hát sao mẹ? Chuyện gì vậy hả Bảo? Sao con có tấm hình này vậy? Một chục tấm như vậy. Bảo, chuyện này là sao? Hình này ở đâu vậy? Có người gửi thẳng tới công ty của ba mẹ, có biết không mẹ? Rồi ba của con có biết chưa? Cũng may là con giấu kịp trước khi ba phát hiện. Nếu như mà ba con phát hiện được thì mẹ thật sự không biết phải làm sao đó Bảo. Mẹ không đoán được hả? Chắc chắn ba sẽ ly hôn với mẹ, đuổi mẹ ra khỏi nhà ngay lập tức. Bây giờ mẹ phải làm sao? Nếu như ba đuổi hai mẹ con mình đi thì cuộc sống của mẹ con mình phải làm sao Bảo ơi? Mẹ sợ hả mẹ? Mẹ biết sợ mà mẹ đi ngoại tình hả mẹ? Mẹ có biết về xuất thân của mẹ? Vì con đường mẹ bước chân vào nhà này, con đã phải cố gắng hơn người khác gấp cả trăm ngàn lần không hả mẹ? Mẹ, mẹ à, chính là mẹ. Bao nhiêu công sức của con mẹ đạp xuống sông xuống biển hết. Nếu mà như vậy á thì con đừng có cho ba con biết. Con phải theo dõi nhất cử nhất động của ba con, đừng có cho ba con biết nha Bảo. Mẹ, bắt đầu từ bây giờ con không muốn mẹ qua lại với ông ba nữa, tuyệt đối không gian díu với ông ta nữa. Mẹ nghe rõ chưa? Mẹ hứa, mẹ hứa sẽ không tái phạm nữa. Mẹ hứa. Thank you.
bắt đầu từ bây giờ. Con không muốn mẹ qua lại với ông bá nữa, tuyệt đối không gian díu với ông ta nữa, mẹ nghe rõ chưa? Ba, con nói cái này ví dụ nha. Nếu như khi biết người thân của mình phản bội mình, thì lúc đó ba có đủ tỉnh táo gạt bỏ hết mọi sân si và tiếp tục tiến về phía trước một cách vô ưu không ba? Con chỉ ví dụ thôi nha. Con có thể nói rõ cho ba hiểu được không? Anh, anh à, có chuyện gì mà em gọi anh ra đây gấp vậy? Có chuyện, có người chụp hình gửi cho ông Hoàng nè. Vậy, vậy ông Hoàng, ổng cũng may á, là thằng Báo nó chặn lại được đó. Trời ơi, khổ em quá. Em nói rõ đầu đuôi cho anh nghe giùm cái. Em muốn làm anh đứng tim chết hả? Em nghĩ, có người theo dõi mình đó. Chắc chắn là thằng Quốc chứ không ai khác hết á. Em nghĩ không phải thằng Quốc đâu. Tại vì nếu mà là thằng Quốc á, thì chắc chắn là nó sẽ đưa hình này trực tiếp cho ba nó rồi, để ông tống cổ em ra khỏi nhà, chứ không có vòng vo như vậy đâu. Vậy em nghĩ là ai? Thì mình ở ngoài sáng, còn địch ở trong tối, em đâu có biết là ai đâu. Thôi 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 thôi, khổ ghê thiệt á. Mà nè, cái vụ này thằng Bảo con mình nó phản ứng sao? Thằng Bảo nó giận điên người kia kìa. Nó nói em là phải chấm dứt ngay cái quan hệ sai trái này đó. Anh mới điên gì nó đó. Có con cái nào dám nói cha mẹ là quan hệ sai trái không? Anh à, con mình nó có biết cái gì đâu anh. Cũng đúng. Anh nghĩ nếu như một người nào đó muốn cho ông Hoàng biết mối quan hệ giữa anh và em thì chắc chắn họ sẽ không để yên cho mình khi những tấm hình này chưa tới được tay của ông Hoàng. Cảm ơn cậu. Cảm ơn ông. Có gì tôi liên lạc sau. Chào ông. Ba cũng không ngờ rằng con đã dành thời gian quá nhiều để tìm hiểu kỹ dự án này. À, theo tôi thì tôi thấy Bảo vẫn thích hợp hơn. Bởi vì sao? Những dự án trước kia của Bảo theo đều là những dự án lớn, cho nên cậu ta sẽ có kinh nghiệm hơn. Vào đi. Dạ ba, con mời ba uống trà. À. Ba, ba có chuyện gì căng thẳng hả? À con à, chuyện trà này để cho thư ký lo được rồi. Ba, thư ký pha trà và con trai pha trà cho ba tất nhiên là khác nhau chứ. Ừ. À Bảo à, ba nhớ có một túi hồ sơ thư ký đem vào để trên bàn lúc con mang tờ trình cái dự án vô đó. Rồi nó đâu rồi? Cái hồ sơ hôm bữa. Đúng rồi. À, không có gì đâu ba. Đó chỉ là thư mời của một nhà thầu mời mình đấu thầu thôi à. Con đã xử lý rồi.
Từ khi nào mà con thay mặt ba giải quyết như vậy? Dạ, tại con thấy sức khỏe của ba dạo này không được tốt, chuyện gì cũng tới tay ba để ba giải quyết, thì làm sao ba có thời gian nghỉ ngơi được. Vả lại con thấy thông tin đó con hoàn toàn có thể xử lý được, nên con đã mạnh dạn xử lý luôn. Con xin lỗi ba. Con biết lỗi của con, rằng tự ý hành động như vậy là sai, nhưng cũng xuất phát từ thiện ý của con, muốn giúp ba giảm bớt áp lực công việc. Ba bỏ qua cho con lần này nha ba. Ba cảm ơn con nhiều lắm. Con luôn nghĩ cho ba, mà lúc nào ba cũng giận con hết. Con đã có tóc bạc rồi. Dạ. Để ba nhổ cho. Thôi, con đi ra ngoài được rồi. Dạ. Ba nhớ uống trà nha. Lại mày, còn trả không vậy? Mày rồi hả? Con chú đi bảo. Ông vẫn chưa biết lý do tại sao ông lại bị đánh hả? Đây là lời cảnh cáo đầu tiên, và cũng là lần sau cùng tôi dành cho ông. Bảo, bắt đầu từ ngày mai ông chính thức bị thôi việc, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng mà Bảo. Đừng bao giờ gặp mẹ tôi nữa. Bảo, ông nghĩ ông là ai mà dám phản bội lòng tin của ba tôi? Là ai mà dám quyến rũ mẹ tôi hả? Ông nói đi, ông đang ấp ủ âm mưu chuyện gì? Không, không, chú không có âm mưu gì đâu. Chú không có. Ông đang nhắm vào tài sản của ba tôi sao? Không có. Ông nghĩ tôi tin ông sao? Bảo à, ông nghĩ tôi tin ông hả? Bảo, nên trợ lý quen như ông dám qua mặt chủ, dám quyến rũ vợ của chủ. Ông nói đi, ông đang ấp ủ âm mưu chuyện gì? Không có. Ông có? Không có. Bà chính là bà ruột của con mà. Thích bà đi bà. Ông bị đánh giết rồi ông bị sản hả? Không có. Tôi mà là con của ông sao? Anh nói cho đàng hoàng lại, tôi không phải là con của ông. Thôi, ba thật sự là ba người phụ con mà. Ông nội lão đúng không? Tôi không phải là con của ông. Ông nói đi, tôi không phải là con của ông. Đây là sư phải là của tôi. Đây là sư tử. Không phải. Con là con của ba. Con là con của ba đó. Thủ tục của chú xong rồi ạ. Vậy bao lâu thì có kết quả? Dạ, nhanh nhất là trong 4 giờ. Nếu có kết quả rồi, gửi thẳng về công ty cho tôi. Dạ. Cảm ơn. Chào chú.
là ba của tôi. Ông không phải là ba của tôi. Trời ơi, không phải, không phải. Luật sư Bình hả? Tôi đây. Giúp tôi hủy bỏ bản di chúc thừa kế lần trước. Tôi cần xác minh lại một chút. Có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau. Vậy nha. Bảo, mới về hả con? Con sao vậy? Trời ơi, Bảo ơi, tay của con sao vậy con? Sao vậy nè, để mẹ băng cho con nha Bảo. Sao vậy con? Hả? Bảo, mở cửa cho mẹ Bảo. Bảo ơi, mở cửa cho mẹ đi. Con sao vậy con? Con đừng có làm cho mẹ lo lắng mà Bảo. Tay của con sao vậy hả? Mở cửa cho mẹ nhanh lên Bảo ơi. Bảo ơi. Bảo. Chú. Chú bị sao vậy? Chú sơ ý bị té thôi mà. Không có sao. Té gì mà dữ vậy chú? Thì chú bị trật chân té. Chú có đi bệnh viện chưa? Tới đó cho người ta khám coi nó làm sao, chứ không là để lại sẹo đó chú. Mấy cái này cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi à, không có sao đâu. Chú mà tới sớm á là nãy con chở chú đi bệnh viện luôn rồi. Sẵn nãy con chở ông chủ tịch cho chú quá gian đi chung, đi tới trung tâm giám định gì đó cũng tiện đường. Cái gì? Ông chủ tịch ông đi? Ông chủ tịch đi trung tâm giám định xét nghiệm gì đó con cũng không đành nữa, mà nó nằm ngay bệnh viện công ty mình thường khám, cũng tiện đường mà chú. Con mới chở ông chủ về lại công ty đi nè. Chú có sao không? Chú không sao, không sao. Chú vô trước nghe. Dạ. Trời ơi bà, nghe máy đi bà. Bảo ơi, con nghe máy đi bà. Bà xin con đó. Dạ, chào bà chủ. Vào đi. Dạ, cô chủ tịch. Cảm ơn dạ. Cô. Chú tịch à, tôi nghĩ ông đừng có nên coi. Chú đi ra ngoài đi. Chú tịch à, hôm nay chú sao vậy? Tôi... Chú đi ra ngoài đi. Chú tịch. Chú đi. Ông đi ra chỗ khác. Chú làm gì vậy? Ông đừng đến tôi mà. Trả cho tôi. Đi ra đi. Ông không có cái này được. Chú. Có chuyện gì vậy hả? ADN. 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 ADN.
Vậy là hai người. Anh Hoàng, chú tôi, bà làm cái gì vậy? Bà đi cho tôi, bà đi cho tôi, bà mau đưa đây, bà đi cho tôi máu, bà làm gì vậy? Bà đi cho tôi, đi cho tôi máu, bà đưa đây, đưa đây, đi cho tôi, đưa tôi, không được, đưa tôi, không được, không. Ông không được, ông không được, ông không được. Đi cho tôi. Ông không thể sống được. Em à, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi em à. Bình tĩnh đi. Em à, em bình tĩnh đi mà. Không còn cách nào khác. Mình phải cứu con mình. Phải cứu con mình em à. Ông đi xét nghiệm ADN với thằng Bảo. Mình không thể hại con mình được. Trước giờ ông đã có tiền sử cao huyết áp rồi. Bây giờ ông tức giận, cho nên là ông lên cơn đau tim như vậy. Không liên quan tới ai đâu, yên tâm đi mà. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ba, ba ơi, ba ơi, ba tỉnh dậy đi ba. Mẹ, chuyện này là sao vậy mẹ? Bảo à, ba mẹ làm tất cả những điều này chỉ vì con bà thôi. Ông không phải là ba của tôi. Bảo, không bao giờ. Ba, ba ơi, ba, ba, ba tỉnh dậy đi ba. Sao vậy nè? Mẹ gọi cấp cứu đi. Mọi người đâu hết trơn rồi. Mẹ, 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 con sẽ cứu thương cho ba.